Được cái là ngôi chùa có rất nhiều cây xanh. Có rất nhiều bức tượng quý vị. Bây giờ Phong Hạnh sẽ đi tìm quý sư để có một cái phỏng vấn sư, một nhà sư làm thơ rất là hay, nhà sư Thiên Thanh. Quý vị thấy rằng trong ngôi chùa Quan Âm ở thành phố Đà Lạt có rất nhiều cái cây xanh và những bức tượng đẹp. Đây là một trong những bức tượng do nhà sư trụ trì, nhà sư Thích Minh Liên đã đạo diễn và trực tiếp đắp tượng này quý vị. Mẹ Quan Âm ngọa thiền chào chú cho con học. Rất tiếc là Phong Hạnh không gặp được sư thầy Thích Thiên Thanh, sư thầy làm thơ rất hay quý vị. Như vậy là Phong Hạnh hẹn quý vị một dịp khác Phong Hạnh sẽ gặp sư thầy và sẽ có những cái bài thơ rất là hay và rất ý nghĩa để gửi đến quý vị. Mong quý vị thông cảm nhé. Ngôi chùa này có một cái điều đặc biệt, Phong Hạnh nhận thấy là cây xanh rất là mát mẻ và nhiều cái bức tượng rất đẹp. Đặc biệt có một cái bức tượng rất to, Mẹ Quan Âm ngọa thuyền. Ở trong này có ba bức tượng của ba vị Phật màu xanh. Phật chúng chúng đề vương Bồ Tát và các vị Phật. Ủa thầy đang làm gì đấy? Thầy làm muối ớt đó thầy. Ngừng. Là ngôi chùa này là lúc là thầy thầy dựng tạo cái ngôi chùa này là từ từ năm mấy thầy? 2003 chùa đổ 2003, năm nay là 24, là tính là 21 năm năm đó đổ đất, đổ đất. cuối 2004 là xây chánh điện, 2004 là xây chánh điện. xây suốt tới giờ 21 năm mà liên tục dần tiếp tiếp tục xây tiếp làm nhà ra tổ tổ. này nữa là xong. Coi như là cái ngôi Thì chùa. đây là cái nền chánh điện cũ 1969, Một chút 69. xíu. Vậy là trước đó là cái ngôi chùa này đã có một cái chùa cũ. Cái nền cũ bằng gỗ lợp tôn năm mục mới dỡ ra xây Với lại là trước khi thầy về thầy trụ trì ngôi chùa này á, thì là có một cái chùa là có cái gì khác tại trụ trì hết tổ. Có thể ở từ năm 71 rồi. 71 đến 75. quê thầy đi đâu Không biết rồi sau đó là có gì nào nữa không? mấy năm sau, năm tám mấy có mấy sư tới ở, không biết. Năm tám 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 chín là con sư cũng nhập thất nhập thai tháng. Thời đây nó không có điện, không có nước, thời hoang vu. Sao cơ duyên nào mà đến 2003 là thầy lại tấp đất thầy làm lên ngôi chùa lớn vậy? Chùa Bình Chánh đây, Lúc đó Bình thầy ở Chánh, Bình thành phố Hồ Chánh Chí rồi. Minh. Năm tám tám tham quan đã lại tám chín. Dạ lên tuổi ở đây cuối năm tháng chín nhập vô giáo hội ở đây nhập hộ khẩu nhập vô giáo hội nhập suốt tới giờ 36 Rồi đến 2003 là không mới không đủ cái cơ duyên mình tấp đất mình xây lớn cái chùa luôn. hai lại ba đổ đất Hai là ba đổ đất. năm đó là họ làm đường cái sân mua 1.000 xe đất Và đổ. đất một năm
Tâm điện này mình tôi đặt đá xây, mấy cục kia đặt đá xây, xây dần đây nhờ 21. Quá giỏi, quá dữ. Tôi cũng là tự bỏ công sức ra làm. Dạ. Tôi thấy cái tượng là tôi đắp. Dạ, cái tượng lớn là thầy đắp luôn. Đắp 18 lá. 18 vị lá là thầy đắp. Còn cái tượng lớn ngoài kia, tượng lớn của mẹ Quan Âm Ngọ Thuyền đó. Tượng lớn tôi đắp. Thầy đắp luôn. Dạ. Tôi thấy cái bia đá đó. Dạ, dạ. Bia đá Thích Minh Liên. Dạ. Năm 19 mùa xuân là 59 tuổi đắp. 59 tuổi đắp. Năm treo 46. Năm nay là thầy bao nhiêu? 63 rồi. Coi như là suốt cái cuộc đời tu của thầy là thầy cũng tập trung vô cái ngôi chùa này để tượng xây dựng chùa. Tôi còn đắp đạt ma rồi. Đắp đạt ma rồi. Đắp đạt ma rồi. Tranh. Dạ. Cây hồ đề. Tranh đạt ma. Đắp tượng. Trở lại cái việc mà tu hành đó này. Con thấy là cái cách định nghĩa của mỗi người đó khác nhau. Không có ai mà có một cái gì gọi là nó giống nhau cả. Nhưng cái... như là một câu chuyện, đồng thời câu chuyện đó. Dạ. Nhiều người kể. Dạ. Hoặc là nhiều người cũng bài thơ đó mà nhiều người dịch đó. Dạ. Cũng như nói về là hai chữ xây dựng. Dạ. Nhưng mà mỗi người xây theo ý kiến. Dạ. Cho nên mỗi cái ngôi nhà. Dạ. Nhưng mà mục đích cuối cùng của việc tu là để làm gì? Tu là sửa đó, chứ tu là nó chỉ ngắn gọn là sửa thôi. Yeah. Nhưng mà ý con muốn hỏi là cái mục đích cuối cùng sửa thì nó cũng thấy là nó sửa để làm gì thầy? Sửa để mình là để làm gì? Cái già chú hư chú sửa cho tốt đẹp trở lại. Yeah. Người tu xưa giờ mình nhiều cái tính xấu, yeah, quan tập nhiều cái tạp khí, cứ sửa là làm trở thành người tốt đẹp, yeah, lương thiện. Như Đức Phật hồi xưa ngài sửa viết là ngài thành Phật hết. Dạ. Ngài thành Phật là ngài đạt giờ, được cái chánh giác. Cứ lấy cái chữ tu đó chữ moi hoài thì không hết được. Dạ. Mình đang ngắn đó ít vậy. Thì hai chữ xây dựng đó. Dạ. Mình thấy Việt Nam mình bao nhiêu căn nhà khác nhau. Dạ. Tất cả hàng vạn ngôi nhà. Dạ. Thì mỗi người là xây theo mỗi ý. Yeah. Nhưng mà nói chung là cũng là xây dựng. Yeah. Chữ tu thì nó cũng đơn giản. Dứt các việc ác, làm các việc lành, từ bi tới đời chúng sinh. Nó đơn giản. Nhưng mà tới có khi người già tới 80 làm chưa được. Yeah. Cũng hay. Như vậy là để mà tu, để mà sửa thì phải có phương pháp. Thường đó là theo Đức Phật nó nói giống như sư thầy mới nói là có 8 dạng 4.000 pháp môn để tu để sửa. Thì thường đó, thì ở giống như ngôi chùa mình đó, thường là thầy tu theo cái pháp môn nào thầy? Ở đây thì tụng kinh trì chú niệm Phật. Dạ. Yeah. Bắc tông tụng kinh trì chú niệm Phật. À. Như là 1.000 món ăn, bữa nay mình ăn món này nó ăn qua món khác. Yeah. Để cho nó đổi khẩu vị. Yeah. Rồi hoặc là có những khi người ít khí khó tiêu thì mình ăn thấy món gì là nấu cháo trắng muối tiêu. Yeah. Khi mình sử dụng cái pháp môn tu từ gì trì trú tụng kinh niệm Phật như vậy là để cho cái thân tâm mình nó thanh tịnh sao đây? Gột rửa lành lặn. Gột rửa lành. Pháp môn là đối trì với 84.000 tiền nặng. Dạ. Trần lao của trong cái tâm ý. Dạ. Như giờ mình ngồi đây, cái tâm mình nó đi Sài Gòn, đi Hà Nội, nó đâu có định được. Dạ. Tâm viên ý mã là giống như ông Tề Thiên, ông nghĩ cái tới Sài Gòn là ông đặt văn. Dạ. Tâm viên ý mã, tâm như con vượn khỉ. Dạ. Ý mã như con ngựa. Dạ. Bị phóng chạy. Người thì chạy đi làm được việc làm việc tốt, đi cứu trợ, thì chạy đi ăn chơi, chạy đi quét nhà, quét đường, quét sân, quét chợ, làm nhiều cái phương tiện khác nhau. Tưởng từ không, con người mà
nghề nào cũng đều có sự sống. Những người thậm chí họ quét đường quét chợ, có tiền, có sự sống. Rồi đi lượm ve chai sát dụng và người ta nấu lại đúc lên thành già mới, già tốt. Cái nghề gì cũng không có gọi là bỏ. Như Tết mà không có người quét chợ đó thì chợ nó dơ hôi thối thì sao mà sạch đẹp thành phố nữa. Đúng rồi. Cái nghề có sự sống, có tiền có sự sống. Cái sự tu tập cũng vậy. Giờ mình nói chung chung là sự tu sửa. Như vậy là mỗi người có một cái pháp tu khác nhau, tùy theo cái căn duyên của mỗi người, phải không thầy? Nhưng mà nó phải phối hợp. Phối hợp. Giống như vẽ tranh, tôi có đang vẽ tranh. Vẽ tranh là nó chỉ mấy thứ màu chính thôi. Chứ mình không có đơn điệu được, phải không thầy? Phải phối hợp. Mấy màu chính là đen, vàng, trắng, đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây. Những cái màu đó là những cái màu chính, mình buộc mình phải sử dụng những màu đó. Rồi là do mình phối. Dạ, do mình phối. Pháp môn thì 8 vạn 4 nghìn pháp môn. Anh nào muốn tu pháp nào. Nhưng mà mình phải nắm cái chính, đúng không này? Gọi là pháp môn là phương tiện. Giống như người đóng thuyền lớn, ta chở pháp đại thừa thì cả hàng nghìn người trên tàu. Người có thuyền nhỏ thì người ta đi vài. Con người thì có thuyền nan thì người đó. Gọi là tu hành độc giác. Giống như ngài Thích Minh Tuệ đi, ngài đó là tu cái pháp môn tu của ngài đó là sao thầy? Hạnh Đầu Đà. Hạnh Đầu Đà. Xưa như là Ca Diếp. Ngài Ca Diếp tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh. Ngày xưa có vị đi khất thực. Thì thấy già nghèo, chờ mình tới mình xin người ta nghèo thêm. Đi tới già già. Nhưng mà về Phật quá, nói ông vậy là tâm ông chưa bình đẳng. Phải đi có già giàu, già nghèo, ai gọi là gieo duyên. Duyên với họ. Chứ đối với Đức Phật thì cung vàng điện ngọc vỡ đẹp con thơ, hay tự sĩ đặt ta cung vàng điện ngọc. Ngài đâu thiếu gì thức ăn mà phải ôm bình bát đi. Nhưng mà đó là gieo duyên. Bát cơm nghìn già, thân chơi muôn giảm xa. Mắt sân xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Có nghĩa là bát cơm mỗi ngày là ngày đi tới người nghèo để cho họ cúng một tí, cũng gọi là gieo duyên đấy, để họ để có cái lòng từ bi, họ có cái phước, cái hạnh bố thí. Người giàu cũng phải gieo duyên, nên giàu nghèo phải đi. Mình lừa giàu một đi. Phật cũng có, mà nghèo không thì có vị mình đi tới già giàu thì họ cũng nhiều, tới già nghèo thì cũng không đi là không gieo duyên được. Giàu chết ít nhưng mà ta có cái tâm. Vì vậy là ngài Minh Tuệ á, là ngài cũng thực hiện hạnh Đầu Đà, là ngài cũng đi gieo duyên. Hạnh Đầu Đà ngài cũng hành trong một trong 8 vạn 4 nghìn pháp môn đó. Trong đó. Trong một cái hạnh. Căn cơ của ngài nó phù hợp với cái đó, không thầy? Gọi là Bồ Tát đa hạnh. Đa hạnh là có nghĩa là bạn hạnh. Đa hạnh. Bạn hạnh thiền sư là nhiều cái hạnh tu tập. Nhưng mà cái hạnh nào cũng được. Bây giờ đây là sư Minh Liên. Đắc tượng. Cũng là một hạnh, mình cũng là một cái hạnh. Nhưng mà giờ mình kêu vị đó leo trèo đắc với sư Minh Liên lại không được. Đúng rồi. Mà giờ kêu mình đi với sư cũng không được. Về thì mình đi cũng không được. Yeah. Giống như là bác sĩ phải chuyên khoa. Người khoa này khoa kia. Mắt tai mũi họng nội ngũ tạng. Nội tạng. Bệnh viện Đà Lạt Lâm Đồng gọi là viện đa khoa. Trong đó có nhiều khoa khác nhau. Cái pháp môn tu về sự ăn uống. Đây có khi sáng 5 giờ, 4 giờ là tôi tụng kinh. 5 giờ tôi leo lên.
9 giờ xuống ăn gói mì. À. Mình cũng là ăn gì đó. À. Cũng là quá đơn. Có chất gì đó. Mà phải leo trèo làm. Dạ. Tôi chụp cái bài thơ mà đổ cao thầy rán leo trèo. Quyết làm cho được tự gieo viên lành. Dạ. Khắp nơi Phật tử ngắm nhìn. Nó có là đã qua năm 9 mùa xuân. Dạ. Như vậy là sư tu theo các pháp môn của mình đó, thì mình chọn cái đắp tượng cũng là một cái cách đó mình tu không sư? Đắp tượng là nó cũng một trong phần trăm phần nghìn. Dạ. Cũng là phương tiện. Phương tiện. Một nghìn món ăn để chú ăn bữa này, món này kia thay đổi. Dạ. Để cho nó phù hợp với cái bao tử. Có bữa chú đau bệnh nó cảm nhà sao mà chú ăn cơm đấy. Chú phải nấu cháo nó nóng lắm dễ tiêu hóa. Con thấy ở các ngôi chùa của cái phái Bắc Tông của mình đó, thì các Phật tử giống như sư nói đó, ví dụ như ngày rằm tháng giêng thì người ta đến cầu cầu an, tháng bảy người ta cầu siêu, thì như vậy người ta đến chùa rất là đông. À, như vậy là khi ta đến chùa thì có người thì có những cái duyên lành, có những người thì cũng đem những cái điều gọi là thử thách đối với lại những sư thầy tu trong chùa. Thì theo sư thấy như vậy, để cho cái người mà tu trong chùa mà vượt qua những cái thử thách đó, thì mình phải có những cái cách đối trị nào nó phù hợp. Tôi ở đây thì chùa đây là 36 năm. Yeah. Chùa thì 100 người đến, 100 người đi. Nam như Bắc, Bắc cũng như Nam. Chú thì không đến đi, khách thì có đến có đi. Như nhà chú làm chủ thì chú không đến. Khách họ tới rồi họ phải đi. Còn là lưu luyến mình động tâm, mình sao lại cho nó thì kinh nghiệp của mỗi chúng sinh. Mấy thầy cũng là chúng sinh để tập tu. Từ từ chưa có thành. Kinh Phật nói là tu phải vô lượng tha tăng kỳ kiếp. Người tu dứt kiếp ngộ dứt thời, là người ta đã tu nhiều kiếp mà mấy kiếp này không ngộ. Chứ không phải là hiện tại. Chú làm một cái nghề gì chú cũng hoàn tập từ nhỏ tới lớn chú mới thành cái nghề vậy. Khoa học bác sĩ ha. Bác học là nghiên cứu từ sơ khai lâu ngày truyền thừa lại nhiều đời mới thành ra rõ. Yeah. Chế ra cầu quay, chế ra này kia được. Yeah. Bác sĩ người ta họ cũng nghiên cứu rồi họ mới thành bác sĩ rõ. Nhà sư thì tu tập họ cũng phải nghiên cứu, mỗi người có một cái sự sở thích riêng. Vẽ tranh điêu khắc đó là nó cũng một trong những phần tu tập thiện lành. Yeah. Những pho tượng lớn đó mà cái chú thờ, chú kêu là chú đắp phải 2 tỷ tiền công. Yeah. Còn vật liệu của mình mà tôi có 30 triệu thôi, nhưng tôi mua sắt để đắp. Yeah. Bây giờ ví dụ 2 tỷ tiền công thì tiền đâu ra để mình đắp? Không thể nào. Muốn có một tượng Phật lớn là mình phải bỏ công sức, mồ hôi và nước mắt. Yeah. Nó mới lên được ông tượng. Cái đầu phải tự nhiên ai muốn có là có đâu. Yeah. Còn cái số tiền nó quá lớn, tiền đâu mà đắp? Yeah. Tôi thấy chùa Đà Lạt được mấy pho tượng lớn. Yeah. Chùa Vạn Hạnh trong thành phố này là có chùa Vạn Hạnh, có một tượng Phật Thích Ca ngồi thiền. Yeah. Đây chùa Quan Âm. Yeah. Chùa Quan Âm Ngọa Thiền là tôi lấy cái hiệu chùa Quan Âm cho nên đã thành tượng. Yeah. Tôi thấy 50 tuổi ăn thì rau quả gói mì leo trèo đấy. Cũng có cái năng lượng ở đâu ra mà sư lại làm được hay quá. Mình ăn rất là đơn giản,
Trong rừng không voi nó ăn cỏ khô, không có mưa nắng không ăn đơn thơ nhưng mà ông cũng phải cũng vẫn kéo này kia đấy. Trong rừng thì nhiều loài ăn rau quả, quen hoàn toàn cũng rau quả. Tôi là trứng mà đấy. Sáng nay cũng ăn rồi. Bốn giờ là tôi đốt giác lên chuông cũng làm việc bây giờ chưa ăn trưa. Sáng ăn rồi. Cái năng lượng ở trong cơ thể mình đó, thì nếu mà ăn uống như vậy mà cái năng lượng mình nó vẫn có để mà làm việc, là nó năng lượng đó là từ đâu ra chứ? Người mình mỗi người từ hoạt động tự phát sinh, giống như con bác sĩ gì mà ông nói về sư Minh Tuệ đó. Ngày ngủ thì ngủ ngồi ăn ngày có bữa trưa. Vệ sinh tắm rửa thì cũng rất là hạn chế, có cái y trùng lại vậy mà vẫn phơi mưa phơi nắng thì ngày bữa trưa thì tôi phơi nắng vậy. Giờ làm thì bát cơm, nhưng mà ngày vẫn sống vẫn khỏe. Có một cái việc cũng hơi tế nhị, con thấy có cái này là cũng là một cái tranh luận thôi, chứ cũng không phải là cái việc gì mà gọi là cái định kiến gì cả. Con thấy có nhiều người nói xây chùa lớn để làm gì, đắp tượng lớn để làm gì đó, thì họ cũng tranh luận. Có thấy chùa mình cũng có những cái sư đắp một cái pho tượng cũng rất là lớn, thì như vậy là có bao giờ mà sư nghe người ta nói là cái chùa mình đắp tượng lớn để làm gì không chứ? Trên mạng theo hay bài bác là chùa to Phật lớn, không làm lấy đâu lắm. Không bỏ mồ hôi nước mắt thì lấy đâu không. Chùa đây tôi về đây tôi cũng đắp tường thâu đêm cho các chùa, được ít tiền mua đất đổ, 1.000 xe đất. Vừa kề tôi đi xây 1.000 khối đá Luca cũng bỏ công sức ra xây. Mình không làm ai cũng không làm thì thành đất hoang, thành phố Đà Lạt làm gì có nhà đẹp. Khách sạn 5 sao ngoài đó tôi thấy mười mấy tầng lầu. Hùng Vương. Đất nước mà thấy phồn thịnh, nhà cao cửa rộng, chùa chiền cạnh dưới ở đâu là phát triển trồng cây. Nó có xanh, có mát, có sạch, có đẹp. Mình ai cũng nói cái kiểu đó thì hoang tàn, bài lục. Chùa đây cũng là một chùa hoang tàn để xây dựng. Mình không xây nữa thì lấy đâu có. Trời mưa xưa ở đây, ngày làm tháng 7 mùa mưa, Phật tử tới 1-200 người cúng kiến và che cái rạp để ăn cơm. Rồi trời mưa gió ướt thì sao ăn. Mùa mưa này có ai ngồi ngoài trời ăn cơm được. Mùa mưa có ai ra góc sông ngủ để sống được không? Có sư Minh Tuệ là có 102 cũng là hiếm. Do đó cái việc mình đắp cái tượng to hay là ngôi chùa lớn thì cũng là cái tùy duyên mà cũng cái công sức của tất cả mọi người chung tay. Trong đó mình là một cái người là coi như là cũng rất là tích cực để mình xây dựng, mình bồi bổ. Do đó là con thấy là cái việc này thì cũng hết sức bình thường thôi. Tại vì xã hội nó phát triển giống như sư nói là vẫn phải có khách sạn 5 sao, vẫn phải có những hôm tay thì tu tập bên Phật giáo thì vẫn phải có nơi để cho Phật tử ta về sinh hoạt. Đó. Thì cũng tùy cái căn duyên thôi, cái phước lành của mỗi người. Bỏ hết công sức, tận lực mới đi thiên mà. Giờ không ai làm thì làm gì có lớn.
Nhà cửa hoang tàn, ngày xưa cũng đổ đất trời tráng với ta. Nhiều công sức, 59 tuổi còn leo trèo đắp cửa, đi ăn gói mì. Giờ mình chùa lớn thì sáng nay ăn gói mì tới giờ, thấy có gì, yeah. Tâm nguyện của sư thầy là với ngôi chùa này thì tâm nguyện của sư thầy là sẽ như thế nào sư? Mình dự kiến tâm nguyện của mình. Yeah, cứ ông Thánh đó là dắt dắt đi dắt dắt, mình sống ngày chỉ biết ngày, ngày mai mình dắt dưa giường lên giường bộ giường, sống ngày nay chỉ biết ngày mai. Có sư kia tối ông đơn học đương làm bờ kè rồi ngủ sang cái chết. Yeah. Vô thủy vô chung, không khởi đầu, không cùng tắc, người mình nó cũng vô thường. Dạ. Lúc còn đó rồi mất đó. Dạ. Thì mình không thể tính được này nữa. Dạ. Như vậy là mình sẽ tùy duyên để mình có trụ lại không, chứ mình có cái công, có cái sức thì mình cứ tiếp tục làm. Phật pháp tùy duyên. Dạ. Mình làm chùa là làm cho Tam Bảo, làm cho chúng sinh, cho ba tánh, yeah. nơi nương tựa. Yeah. Đời Đức Phật cũng có ông cấp cô độc, yeah. đem vàng để ông lót vườn, để ông mua vườn của Thái tử Kỳ Đà, yeah. xây tỉnh xá Kỳ Hoàn, xây Trúc Lâm tỉnh xá. Để mùa mưa cứ tăng phải an cư, không đi phát thực. Yeah. Rồi Phật tử có chỗ để sinh hoạt tới nghe Phật, yeah. kinh thức Phật. Làm vị nào tu hạnh đầu đà độc giác thì đi mà. Ở chú đây nè con. Dạ, cảm ơn sư, không sao. Chú thấy xã hội là 100.000 người, mỗi người có cái hành nghề khác nhau. Dạ. Ai cũng giống như ai thì sao có sự sống. Dạ. Sống là có sự trai, gọi là trang trại. Nghề gì phải có sự sống. Qua mùa rau con cụ già 70 chạy hành đa thì lượm gia trai, yeah. phụ yên vô đây mướn già phải sống qua ngày, yeah. không chồng không con không ai nuôi thì phải tự sinh hoạt để kiếm sống, yeah. Cái đó là do cái duyên nghiệp của chú ấy hay sao sư? Mỗi người mỗi sự sống khác nhau. Yeah. Con có cháu sinh hoạt giàu sang người thì số nghèo khổ. Yeah. Nhưng mà nếu họ mà đến cái ngôi chùa mình thì cũng họ họ cũng có cái duyên rồi, phải không sư? À sư, à đây sư tập cái nội công quá hay rồi quý vị, để không hạnh quen cho quý vị xem. Một nhà sư 63 tuổi rồi đó quý vị, đây. Ồ, quá tuyệt vời đó, quý vị thấy không đó, thanh niên, à một thế tập yoga hay quá. À, quý vị thấy quá tuyệt vời. Và quá tuyệt vời. Sư Minh Liên năm nay 63 tuổi. Nhưng mà quý vị thấy là những cái thanh niên mà trẻ chưa chắc đã làm được những động tác khó như vậy. Cái năng lượng hồi sư cũng có cái tập luyện rất là hay. À, cái này là sư học từ đâu sư? À,
sư tự nghiên cứu luôn mà sư 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 tập từng cái động tác như vậy. Là thường là mình tập luyện là cái buổi nào sư? Mình tập luyện thường xuyên. Thì sáng sớm hoặc tối chưa ăn uống tập. À, như vậy đúng là người tu ngoài cái việc mà mình tu sửa mình cũng phải luyện tập thôi chứ ha. Đồng tử Bái Quan Âm đứng một chân, đứng một chân là tay chấp lại là rất là khó chứ không phải tấn chiếu long tử. dạ nó cũng là cái thế tấn trong cái năm tử. Đúng là phải có cái sự rèn luyện, cũng gọi là khổ luyện đó chứ ha, không phải mà đơn giản mà thực hiện được những động tác khó khăn. Hôm nay là phong hạnh cũng hết sức bất ngờ quý vị. Sư Minh Liên không dẫn đắp tượng, sư còn có những cái động tác yoga. Đây là thiết đầu công quý vị. À, đó. Tuyệt vời. Nó không đơn thuần, theo phong ảnh thấy không đơn thuần là cái yoga không, mà nó gọi là cái cũng có cái võ thuật của Thiếu Lâm Tự, cũng có cái sự gọi là cái thiền định ở trong những cái động tác này. Quá hay, quá tuyệt vời sư ơi. Sư có thể mở lớp và sư dạy đào tạo được rồi đó sư ơi. Sư giới thiệu cái sơ cái bức tượng nào sư? À, đây, bức tượng xanh này là sư đắp không sư? Dạ. Đây là nhà sư điêu khắc Thích Minh Liên, Đà Lạt. Có một nhà sư giàu lòng bác ái nhân từ vị tha, tiếng đồn khắp cả gần xa, bậc thầy đức hạnh dưới hòa thuận trên, tạc tượng Bồ Tát Lộ Thiên, Quan Âm cứu khổ ngọa thuyền trang nghiêm, ai là Phật tử hữu duyên nhất tâm phát nguyện cầu nguyện thành tâm, đời sống hiện tại bình an phước vào lộc đến thanh nhàn tấm thân, đã qua năm chín mùa xuân thầy không quản ngại phong trần nắng mưa, lót lòng đạm bạc múi dưa, ngày qua tháng lại từng giờ công phu, hết xuân rồi lại hè thu, đông về giá lạnh sương mù thông reo, độ cao thầy ráng leo trèo, quyết làm cho được để gieo duyên lành, Phật tử tham quan ngắm nhìn, chắp tay bái phục lòng thành nhà sư, mẹ hiền phúc hậu nhân từ, cảm hóa thị hiện chân như độ đời, bàn tay điêu khắc tuyệt vời, đời sau lưu lại rạng ngời thiên môn, tác phẩm nghệ thuật có hồn, tự thầy phát họa lạ thường không hai, chùa Quan Âm có bậc thầy, xứng danh tu sĩ ngày mai tôn sùng, sứ đào hoa 3 tháng 10 âm lịch Canh Tý 2020, Bạch Hạc Tiểu Ngốc Tử, đệ tử chùa Quan Âm. Quý vị thấy là bức tượng Quan Thế Âm màu xanh. Đây, thầy đang tập khí công, những cái bài tập rất là hay, vì thấy rất tuyệt vời.
những cái động tác rất khó đấy quý vị, không phải ai cũng có thể làm được đâu. Hay quá. Chú làm được những cái động tác giống như sư thầy không? Chưa. À, những cái bức tranh ở trên cái đặt ma sư tổ rồi những bức tranh sư thầy cũng vẽ luôn. Có nghĩa là làm cái nhà tổ này là sư thầy cũng ra trực tiếp để vẽ những bức tranh. Không không à. Hay quá. Cái này là à cái giả tưởng cái tiền đó thôi à, bên đây sư cũng bắt chung vẽ tranh đây. Quý vị thấy là bên không tôi nhà tổ cái đó là cái chơi trái giống cái đạo của mình sư à, có ngày tôi ngộ không hỏi sẽ chết ăn đầu tiên đấy. Coi như coi nhà tổ mình là có ba tầng tất cả. Coi nhà tổ mình xây là để cho cái mục đích mình để cho mọi thờ tổ là một à, thờ tổ tổ là các đời. Ngày xưa cái cổng chính của ngôi chùa mình là ngay đây luôn hay sao chứ? À, cái cổng chính là tới giờ là ngay đây. Cái dịp đến Đà Lạt quý vị nhớ ghé kiếm chùa Quan Âm, cái đường vào đường Khe Sanh đấy quý vị. Đây có một cái bức tượng mà Quan Âm ngồi thiền rất là cao. Đó. Đây khu nhà tổ đang xây dựng dở dàng quý vị. Mình xây dựng cái khu nhà tổ này là mình vừa xây mình vừa là coi như là để kêu gọi quý vị mà bá gia bá tánh mình người ta phát tâm hỗ trợ thêm. À, có cửa lên chân điện. Dạ, bên đây là thờ tổ rồi có cái lối này là qua chính điện. Dạ, cũng hay. Sáu mươi ba tuổi rồi bây giờ mình còn làm được thì mình cứ làm á sư ha. Rồi khi nào mà Phật trời rước mình đi thì mình cứ bình thản mà đi hả sư ha. Công trình còn đang dang dở, con không thấy thợ sư. Ừ, lên đây cũng có cái sân thượng tầm cao quý vị. Ừ, ở đây thì nhìn cái bức tượng rất rõ quý vị. Hey, ngày xưa lúc sư đắp bức tượng này mà mất bao nhiêu năm sư? 9 tháng. 9 tháng đắp được bức tượng này. Ở trên này sau này mình làm sân thượng hay có làm gì sư? À, được đi xuống. Điện gió cầu đất nó nằm cái mây mù. À, điện gió cầu đất ở chỗ mây mù. Dạ. Thường mấy bữa không may là nhìn thấy mười mấy cái. Dạ. Tháp. Mấy cái tháp này là để làm gì chứ? À, cái này thầy nào mất thì thiêu hũ cốt bỏ trong đó. À, mình sẽ đỡ hũ cốt đó mình thờ cho ba. Một cái để mấy chục hũ. À, hay quá.
À, ngay chỗ đó là cái gì sọt lở đó, cũng nguy hiểm quá ha. Lúc qua đây là chỗ đất à. Khi mà cái chùa mình mà hoàn thành xong á thì con thấy là nó sẽ rất là hoàn thiện. Và hiện nay nó cũng còn đang dở dang sư ha. Đứng cái vị trí này thì nhìn bức tượng rất rõ. Rất rõ, rất đẹp. Chánh điện mình ngày xưa giờ vẫn là ngay đây. Một nhà sư bình thường nhưng mà vẫn nằm trên cái sách. Ồ. Đây là những cây sắt nha quý vị. Được quá. Phù phù. Một nhà sư 63 tuổi. Cơ địa mà vẫn nằm lên cây sắt chịu được. Sư tập là lâu chưa sư? Mười mấy 20 năm rồi mới được cái công phu như vậy nha quý vị. Quý vị đừng có bắt chước sư nha. Phải tập từ từ từng bước, phải có thầy chỉ chứ không phải là đơn giản đâu. Một cây không phải đơn giản đâu nha quý vị, cung phu của sư thầy tuyệt đỉnh. Bởi vậy làm sao mà nói sư không có cái năng lượng, có cái sức lực để sư đắp cái bò tượng này 9 tháng. Nhưng mà lúc đó là sư đắp mình, sư phải có người phụ nữa chứ sư hả? Dạ, hai ba chú phụ cái hồ, sư là trực tiếp đắp. Thế nên nó có ấn nè quý vị, có cái dấu ấn luôn nè. Nhưng mà không có lũng. À, cái nội công là ngay chỗ đó. Coi cái sắt. Quá tuyệt vời. Chứng minh thực tại, thực tại chứng minh thực tại là nằm trên một cái sách. Cái đó là mình phải điều khí đúng không sư? Cái này là phải khí công. Khí công, phải điều khí công này. Giống như trái bóng mà nó cứng thì nó không có thể nào lủng được không? Yoga, thiền định, yoga, khí công, yoga, thể dục. Dạ. Trường sinh khí công. Trường sinh khí công. Khí của thiền định, khí lực ngồi thiền định. Thường là mình ngồi thiền định là mình ngồi cái khoảng cái giờ nào trong ngày xưa? Giờ nào rảnh là à, mình cũng không phân biệt giờ quá. Không nhất thiết. À. Khi mình ngồi thiền định là cái tâm mình nó định lại hay sao xưa? À. Để xin ngồi điện thoại đi. Chứ không phải đơn giản. Buổi sáng lên để mà đứng trên đây thì cái tầm cây này là tôi mua từ Thủ Đức 1 mét, trồng lên nay nó lên khoảng 30 mét. Cây này gọi là cây tùng không sư? Tùng bách tán. Tùng bách tán, tùng bách tán. Lúc đó là sư trồng hai cây song song luôn hả sư? À, ở đây là trồng sao, còn à, đây là hai cây. Bởi vậy cái gì ta nói là gì lợi ích 10 năm trồng cây, gì lợi ích 100 năm trồng người là vậy? 25 năm. Buổi sáng mà lên trên đây đứng thì nhìn cái khung cảnh toàn thành phố rất là đẹp. À. Rồi quý vị thấy không? Hay quá. Có cái cảm giác là sư Minh Liên giống như là một cái vị sư ở chùa Thiếu Lâm Tự bên Trung Quốc à. Nhưng mà sư là tự học chứ không phải là có thầy nào chỉ. Tự học luôn. Điều khác cũng tự điều khác chứ không có học. Không học nhưng mà nghiên cứu đó. Có nghiên cứu rồi còn cái tự nghiên cứu đó. Cái yoga này mình cũng tự nghiên cứu luôn. Còn sư tu thiền là mình cũng tự nghiên cứu hay là phải có sư thầy chỉ sư?
cũng xưa có sư phụ chỉ. Dạ. Chỉ sơ là mình tự nghiên cứu. Dạ. Coi như là về thiền định á thì là phải có sư thầy chỉ sơ. Rồi người tu là phải tự 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 biết ha, sư ha. Mình đi học làm bánh này người ta chỉ là mình tự nghiên cứu thôi. Dạ. Giờ thêm bớt gì đó. Là phải do ông đầu bếp thôi sư ha. Cái người học là phải tự biết trau dồi. May đẹp. À, cái này đúng là may buổi sáng rất là đẹp. Đứng ở vị trí này thì rất là đẹp. Còn nếu mà quay flycam á thì sẽ đẹp hơn. Hôm trước cũng có mấy cái địa trước có flycam. Dạ, có flycam mình nó sẽ đẹp hơn. Mấy cái này mình đắp cá chép. Cá chép là cái này ngày xưa là cũng cung phu lắm chứ nha. Cù lông. Cù lông là cá hoa rồng. Cá hoa rồng. Tôi đắp là con dơi. À con dơi là ở giữa là con dơi. Con dơi cái ý nghĩa nó là gì sư? Con dơi nó cũng là loài linh thiêng. À nó cũng là loài linh nó thiêng. Là người ta hay đắp đầu cái mái chùa hoặc là mái đình. Dạ. Yeah. Thì con dơi nó có thể nó treo cái chân ở trên cái, à, cái mái già mà có 3 tháng nó không ăn. Về 3 tháng mùa đông nó không ăn mà nó vẫn sống. 3 tháng mùa đông không ăn mà vẫn sống. À. Nó là loài linh thiêng. À, con dơi cũng là một loài linh thiêng. À, bởi vậy cái khi mình vẽ cái nó cũng giống như cái mặt người mình đó chứ ha. Treo cái chân lên vậy. Dạ dạ. À con cũng mới nghe cái thông tin này rất là hay. Có nghĩa là ba trái đào đó, đồng tiền. Tôi đắp hai đồng tiền với trái đào. Hai đồng tiền với lại hai trái đào. Tiền là ý nghĩa nó là gì sư? Trái đào là thường người ta kêu là ăn trái đào sống thọ. Ăn trái đào sống thọ. Tiền thì nó cũng là tài lộc. Dạ. Yeah. Cái này cũng là một cái ý nghĩa. Còn à, ở trên đó là một giống như một cái bánh của bên bát cái chánh đạo. À bát chánh đạo à. Dạ. Bát chánh đạo. Coi như cái dòng là có 8 cái nhánh đó. Người không biết mới nhìn nó thì cứ tưởng nó là một cái vô lăng của cái tàu á, giống như cái tàu để lái thôi. Nhưng mà cái đó ta có ý nghĩa quý vị. Chữ vạn. Chữ vạn đúng rồi, chữ vạn nằm mình. Đó là vạn Phật. Vạn Phật. Nên nó tôi cũng đắp. À sư thầy đắp hết đó hả? Hay quá. Bởi vậy nó cũng rất là cái kỳ công. Đạt ma giáng long rồi đắp. Ồ. À mấy con chim à, đó kình kền tây tạng nó thấy là quý vị thấy không? Dạ hay quá. Cái tháp này là từ những mua từng cái chậu ốp lại, tôi thấy hai cái chậu ốp lại không? À cái ở trên cái à đó rồi con thấy rồi đó cái đỉnh tháp để chậu ốp dưới. Dạ. Yeah. Nó ra. Cũng là phải nghiên cứu. Cũng rất là hay, tận dụng nhiều thứ. Cái nhà này 3 tầng nhưng mà dưới móng chỉ dạ. Có cái trụ có 4 cái sắt 12 thôi. Lý do tại sao mà nó mỏng manh vậy sư? Sắt 12 mà lên được 3 tầng. À cũng hay quá. Mình có tiền mua sắt. Dạ, nhưng mà mình thiết kế an toàn không sư? Đó thì 2008 thôi nha. À không bị nứt. Dạ hay quá. Còn cái đế xe 80 không có dập. Dạ. Nhưng mà vẫn trụ được. Có nhiều cái nó cũng một là do mình tính toán cái nguyên lý nó phù hợp. Như cái nhà này mà mình biết làm thì thầu hợp thầu thì mình không có tiền để làm. Cái nhà này khởi công là tôi được 25 triệu. Dạ. Đi kêu xe tới múc đất đào móng. Dạ. Yeah. Là vừa làm vừa hoạt động. Dạ. Yeah. Hoạt động thì mình cũng đi đắp tường lễ tân đi cúng kiếm gì đó. Dạ.
thời gian này tự nhiên thì không có ai đem đến cho mình. Bởi vì cũng không thể nào chê trách là chùa to Phật lớn được hay sư ha. Có làm mới có được chùa to, mới có được Phật lớn chứ không phải đơn giản. Nhưng mà có được điều đó là cũng giúp đỡ cho chúng sanh thôi, cũng là cái gieo duyên để cho họ có nơi đến người ta. Tay chân cũng đó. Đó chứ đâu phải là đơn giản ngồi mát mà có bắt vàng được. Rồi con cũng cảm sư, cảm ơn sư rất là nhiều. Dạ. Cũng giới thiệu đến quý vị. Hồi đây nó ngược ánh sáng mới ra ngoài chứ nó tối hù. Ô đây tối quá. Dạ đó. Đó, quý vị thấy à, nó ngược ánh sáng một xíu nha quý vị. Hay không? Quá tuyệt vời. Tại đang quay ngoài sáng cái vô trong tối cái nó mất ánh sáng. Đó, quý vị thấy không? Đó. Mỗi nơi đều là một cái chỗ có thể tập luyện được đối với nhà sư. Rồi, xin cảm ơn quý vị nhiều nha. Cuối là quý vị 23 năm rồi đó. Trong cái này là cái hạt cam. Cô gửi cái hoa nó thơm. Hạt cam. Dạ. Khi nó nở ra là nó sẽ thơm hết trơn. Đây là quý vị thấy nè. Cái hoa nó nở ra đó. Hửi nó nghe mùi thơm. Để con hửi thử, ngửi thử được không? Nghe nó mùi thơm nhẹ nhẹ quý vị. Có thể là buổi tối nó sẽ thơm hơn, nó nở ra một xíu nữa nó sẽ thơm hơn. Cái này cũng cây sa la phải không sư? Sa la núi không quý vị? Đây những bức tượng vị la hán. Những bức tượng này sư đắp luôn phải không sư? 18 bức tượng đó quý vị. Thập bát la hán. Đúng là nhà sư đắp tượng là quý vị. Đây là nơi thờ linh cốt. Chắc lên chỗ nhà ăn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, con sư ăn cơm ha con. Dạ. Thôi con cảm ơn sư nhiều. Chúc sư luôn luôn là an lạc mạnh khỏe nha. Dạ, cảm ơn sư.